Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai dòng sản phẩm Customer Care và Technician Care của công ty Spa Nail Supply. Và đây là dòng sản phẩm Elegant Customer Care. Chúng tôi có rất là nhiều màu cho quý khách chọn lựa. Ngồi rất là thoải mái, trọng lượng được 350 pound. Aston đổ lên không có bị gì hết. Có bánh xe lắc lại, rất là thoải mái. Tiếp theo là dòng sản phẩm Versa Customer Chair. Và chúng tôi có rất là nhiều màu để phù hợp cho các tiệm nail. Ngồi rất là thoải mái, cái tay, cánh tay, cái arm mình có thể dỡ ra được luôn nha quý vị nha. Ngoài ra trước mặt chúng tôi là mẫu ghế Wading Chair Wendy. Daytona Wading Chair. Chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã mà cho quý vị có thể lựa chọn. Đây là Atlanta Wading Chair. Trọng lượng chịu được 350 pound. Và hai cái tay mình có thể gỡ lên được, khách ngồi rất là thoải mái. Diamond Customer Chair. Và đây là Luxury Technician Chair. Toàn bộ cái dãy ghế chúng tôi đang quay là nói về Technician Chair. Rất là nhiều mẫu, màu quý vị nha. Màu nào quý vị có thể chọn cho nó đi phù tổng hợp. Và cái bánh xe rất là cứng, sắt, rất là trọng lượng, rất là mạnh. Cho nên mình không có sợ khách quý vị ngồi bị trượt té hay là nó trọng lượng, nó mạnh hơn. Nó chịu đựng rất là good. Chúng tôi là một mẫu ghế Amber Customer Chair và Technician Chair. Đây là mẫu mới nha quý vị nha. Cái diamond đó là bằng đinh chúng tôi bắn vô bên trong luôn, cho nên nó không có bị rớt ra, rất là dễ bung, cho nên quý khách đừng có lo. Và da Italy cho nên là Aston đổ không có bị gì hết. Nãy giờ chúng tôi cũng gửi đến quý vị là hai dòng sản phẩm Thác Customer Chair và Thác Nation Chair. Nhân dịp mùa Giáng sinh về, Spa Nail Supply kính chúc tất cả toàn thể quý khách gần xa đã luôn ủng hộ Spa Nail Supply trong nhiều năm qua một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Trong nhân dịp này chúng tôi có rất là chương trình đặc biệt cho quý khách. Xin liên lạc số điện thoại 877-522-7778, 321-445-8383. Merry Christmas and Happy New Year.